đây nè. Rồi. Cái đuôi luôn các bạn. Ghê không? Đập đập ghê. Đuôi mà còn giống dịch được hả? Còn mấy con chết còn được. Ok. Cầm luôn hả? Hay quá. Sống nữa chết quá. Chết là sống. Ê ê ê. Ê ê. Ê bảy. Chịu luôn rồi. Ok ok ok. Bắt được không? Được chứ. Còn sống hả? Ừ. Dạ. Đi vô. Đây được rồi. Chia lưỡi luôn. Ôi bậy. Không còn. Có. Cầu cô lên cảnh con mua xương cho năm đi. Dạ. Mới nhìn chắc càng ngon quá. Chơi chó gì là tối chắc là ôm chó. Ta ôm chó. Thì ra ngoại về chào anh em đi. Cô biết không? Để chấm cái hồi cái chiên nó một loại vàng vàng, một loại đỏ đỏ, một loại đen đen á. Lên nói, Linh biết bán cái gì. Nè, con Linh nói bán một cây xương xí bụi. Con nói là cái gì mà nó dở, con bán cho con nè. Nè, cà cua cho em cây nước ngọt, cây cho em nè. Xương xí bụi đi con, với lại xương tê không ta? Xương tê không? Mẹ đi, một cây xương luôn. Không có á. Mẹ ba trái ẩu. Dễ gì à? Linh Đan, cô cho anh nước dạ, có hấp dẫn rồi Linh Đan. Ừ. Ủa anh quậy nước gì? Dưới lên vậy? Dầu với ấy. Dạ, 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 coi con mực con ăn liền. Ừ, nghe rồi. Rồi, ngon. Ăn gì á? Đang. Cơm. Cho con bự với cơm. Để lên. Thịt. Thơm thiệt. Thơm à? Thơm. Quá thơm. Siêu thơm. Rồi, ôm đây. Ôm. Ủa, nó thử cái cái gì vậy ta? Mất nó cái tao nó còn không cho chơi nữa. Thôi đi cùng ai quýnh bài. Đó rồi con nắm tới thì con nguyên thấy ăn lên rồi. Y chang như là cái con á hả? Cái con có đường nhỏ. Đúng rồi. Ăn thử cái con. Nhìn giống con cá sấu không? Thịt ngọt quá thiệt. Nó đi canh. Ngon không? Cho cảm nhận coi. Siêu ngon không? Siêu ngon. Ướp cái gì hơn mà. Cái con thôi ơi. Ăn đây con. Cảm cà phải ngon hết sức chị. Ừ, ngọt ghê trời. Trời ơi nó ngọt lắm nè con. Con này thịt không á chứ. Ừ. Thơm. Mày ăn được không á trời? Được. Được chứ. Kiều là ngon chết mà hỏi ăn được không trời. Thấy anh Kiều ăn nghi nghi á. Không, chuyện lên đài thấy ăn cóc con đồ ngộ độc chắc mẹ. Không muốn ngộ độc. Chắc kìa không cái loại này chỉ bổ thôi. Quầy. Trời ơi, ngon không Linh Đan? Con ngon không? Ngon à? Ngon không? Gật đầu cho mẹ coi coi con không? Gật đầu. Ôi ngon quá ngon. Không. Mẹ kia còn không ăn thịt mèo đâu, còn không ăn mẹ 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 cái ngon. Mẹ không ăn cái ngon lắm. Không cậu. Đúng không? Vậy là ngày mai thứ năm nhà mình nó bán cho một con bắp tay vậy. Ở đây con đập nó đường tủ với cái giờ. Mòn đập á. Ủa, đang ăn được con miếng nữa kìa cha. Thấy nó ẻo quẩn. Thấy nó ẻo quẩn chạy mất tiêu. Có vậy? Có kìa.